The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 13 tây của tháng 3 của năm 2023, và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới gần 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì quý vị có thể đón xem chương trình Luật Di trú và Nhập tịch qua đài truyền hình của VietTV 57.11, và cùng một lúc cũng có thể lắng nghe chương trình qua Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được xuất hiện qua đài truyền hình của VietTV 22.2. Tại khu vực San Jose, California thì chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được xuất hiện qua đài truyền hình của VietTV 16.4. Chương trình cũng xuất hiện trên VietTV On DirecTV đài 2036, VietTV Online, VietTV trên Facebook. Cho dù là TV hoặc là social media hoặc là online hoặc là qua radio, số điện thoại để cho quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Hoặc là nếu mà quý vị coi lại chương trình hoặc là không có cơ hội gọi trực tiếp vào chương trình, quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Thưa quý vị, suốt cả hai tuần vừa rồi thì Tuấn có nói cho quý vị về cái vấn đề con số hồ sơ nằm với trung tâm visa. Thì đây nó rất là quan trọng, tại vì trong cái mùa dịch vừa qua, cái sự dồn động của các hồ sơ nó nằm rất là nhiều, tại vì cái lãnh sứ quán và đại sứ quán cả trên thế giới không có cơ hội để phỏng vấn. Cho nên cái hồ sơ nó dồn động rất là cao và cái thời gian đợi chờ nó còn khá lâu. Thì khi mà đợi chờ lâu như vậy thì nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng về cái vấn đề con cháu được ăn theo hay không. Mình nghĩ rằng trước đây được ăn theo, nhưng mà tại vì vấn đề COVID thì bây giờ lại không được ăn theo. Cho nên khi mình thấy được cái con số mà dồn động với hồ sơ với trung tâm visa thì mình cảm thấy là mình biết mình phải chờ thêm bao lâu hoặc là cái sự ảnh hưởng nó như thế nào. Mỗi tháng thì Tuấn cũng gửi cho quý vị cái thông tin mà Tuấn viết trong cái newsletter mà Tuấn gửi cho quý vị vào mỗi tháng, nó rơi vào nửa tháng là ngày 15 tây. Thì ngày 15 tây tháng này thì Tuấn tóm tắt lại cái con số cho quý vị trong cái newsletter đó. Thì nói tóm lại thì trong cái vấn đề mà đoàn tụ gia đình, về vấn đề di trú đoàn tụ gia đình, thì Tuấn có tóm tắt lại là có hơn 3.915.501 cái hồ sơ nằm với trung tâm visa. Trong đó quốc gia Việt Nam của chúng ta có hơn 223.472 cái hồ sơ. Đó. Cho nên mình có thể nói quốc gia Việt Nam của chúng ta đứng hạng 5 hoặc là hạng 4 đang đợi chờ cái thị thực đoàn tụ gia đình soi sánh với mấy quốc gia khác. Và dĩ nhiên cái quốc gia mà nhiều nhất là Mỹ Tây Cơ. Cho nên trong 3.915.501 cái hồ sơ nằm với trung tâm visa thì quốc gia Việt Nam của chúng ta có hơn 223.472 cái hồ sơ chờ đoàn tụ gia đình. Và để cho quý vị hiểu biết thêm là mỗi năm tài chính bắt đầu ngày 1 tây tháng 10 cho tới ngày 30 tây tháng 9 thì người ta chỉ cho bao nhiêu cái con số thị thực định cư thôi. Giả sử nếu mà ưu tiên 1 thì cái hạn chế là khoảng 23.400 cái thị thực mỗi năm tài chính cho ưu tiên 1. Ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thì hiện tại bây giờ chúng ta có hơn 5.803 cái hồ sơ F1 của quốc gia Việt Nam. Còn hồ sơ F2 nó có mỗi năm tài chính hạn chế là 114.200 cái hồ sơ. Thì trong cái 114.200 cái hồ sơ thì khoảng 87.900 hồ sơ là cho ưu tiên F2A. Đó là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho diện vợ chồng. Thì khoảng 87.900
cái hồ sơ trong cái 114.200 cái thị thực mà cấp cho ưu tiên F2 thì khoảng 87.900 là cho ưu tiên F2A, còn F2B thì khoảng 26.260 cái hồ sơ cho ưu tiên F2B, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Cho nên tổng cộng mỗi năm tài chính cái thị thực mà cung cấp cho cái hồ sơ ưu tiên F2 thì nó khoảng 114.200 hồ sơ, thì khoảng gần tới 88.000 hồ sơ là F2A. Thì quốc gia Việt Nam của chúng ta có hơn 11.406 cái hồ sơ đang đợi chờ cái F2A, 11.406 cái hồ sơ đợi chờ F2A. F2B thì khoảng 19.140 cái hồ sơ, 19.140 cái hồ sơ F2B. Còn hồ sơ ưu tiên 3 chờ rất là lâu. Rất là lâu tại vì mỗi năm tài chính chỉ có 23.400 cái hồ sơ thôi. Mà trong đó quốc gia Philippines, quốc gia Mexico rất là nhiều. Cho nên những cái người từ hai cái quốc gia đã chờ khá lâu. Thì hiện tại bây giờ đang có khoảng 28.894 cái hồ sơ từ quốc gia Việt Nam. Đó. Còn riêng biệt hồ sơ anh chị em F4 thì mỗi năm tài chính thì cái sự hạn chế nó khoảng 65.000 cái thị thực. Thì trong cái 65.000 cái thị thực thì hiện tại bây giờ trong cái ưu tiên F4 thì quốc gia Việt Nam có hơn 158.229 cái hồ sơ. 158.229 cái hồ sơ nằm với trung tâm visa. Đây là cái con số mà quý vị thấy trong với trung tâm visa. Mình chưa nói cái con số mà đang còn nằm với sở di trú mà sẽ di chuyển qua trung tâm visa nữa. Đó, thì nó nói tóm lại, đợi chờ nó rất là khá lâu. Và những cái con số này thì Tuấn có ghi trong cái bản tin mà Tuấn sẽ gửi ra vào ngày 15 tây của tháng 3. Cho nên nếu mà quý vị muốn nhận được cái bản tin này, nó không có tốn kém, thì cung cấp cái email cho Tuấn hoặc là email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Ngoài cái thông tin thì Tuấn thường xuyên gửi cái visa bulletin để cho quý vị theo dõi cái thứ tự của các hồ sơ nữa. Và cuối cùng là khi mà quý vị ghi danh hoặc là đăng ký cái email của quý vị với Tuấn thì Tuấn sẽ hết mình giữ cái sự kín đáo địa chỉ email cho quý vị mà không có chia sẻ với bất cứ cơ quan nào hết. Và thỉnh thoảng khi mà có cái chuyện gì khẩn cấp mà cần gửi cái thông báo ra liền thì Tuấn sẽ send cái alert cho quý vị. Lần cuối mà Tuấn send cái alert thì nó cách đây vài năm rồi. Cho nên thỉnh thoảng nó khi nào mà rất là khẩn cấp và quan trọng thì mình mới gửi cái alert. Còn nếu mà không thì cứ khoảng ngày 15 tây mỗi tháng thì quý vị sẽ nhận được cái bản tin. Thì trong cái bản tin nó sẽ có cái visa bulletin. Email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Bây giờ cho Tuấn xin mời cứ gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Tuấn có một hai cái bản tin mà Tuấn gửi cho quý vị. Thì một cái bản tin mới nhất mà sở di trú mới thông báo là bây giờ sở di trú sẽ bắt đầu giải quyết khẩn cấp cho những cái thủ tục gọi là xin thực tập cho dù là OPT STEM hoặc là OPT bình thường. Nói tóm lại thì trong cái thủ tục mà một số thủ tục thôi chứ không phải hồ sơ nào cũng được nha, mà đa số những cái hồ sơ được giải quyết khẩn cấp gọi là premium processing thì quý vị phải trả thêm cái lệ phí. Và Tuấn nhớ không sai cái lệ phí nó là 1.000 1.000 cho mỗi cái hồ sơ trước đây. Nhưng mà không phải bất cứ cái hồ sơ nào được cái premium processing đâu. Đa số những cái hồ sơ mà được premium processing là những cái hồ sơ mà liên quan tới vấn đề cơ sở thương mại bảo lãnh hoặc là những cái thủ tục ngoài cái vấn đề đoàn trụ gia đình hoặc là vấn đề ngoài cái vấn đề quốc tịch hoặc là thẻ xanh. Đó thì mới đây sở di trú cho phép cái giải quyết khẩn cấp với đóng cái lệ phí extra là gần tới 1.000 đồng cho cái thủ tục gọi là OPT. Thì những em đang du học ở đây, khi em đã tốt nghiệp, cho dù là tốt nghiệp 2 năm associate degree hoặc là 4 năm cử nhân, thì mấy em nó có quyền xin phép được đi thực tập, đó là Optional Practical Training OPT. Thì nếu mà có OPT bình thường thì mấy em được 1 năm, còn nếu mà có OPT liên quan tới cái STEM, gọi là Science, Technology, Engineering, Mathematics, là cái ngành chuyên về khoa học, về
thiết bị về kỹ sư hoặc là toán thì mấy em được thêm 17 tháng nếu mà đi thực tập về cái công ty mà cái công ty đăng ký cái vấn đề e-verify với cơ quan của sở di trú nữa, với bộ lao động nữa. Cho nên thực tập có thể là 12 tháng, có thể lên tới 29 tháng nếu mà nó liên quan tới STEM. Thì mấy em này được quyền bây giờ xin giải quyết khẩn cấp để đi thực tập với cái phương cách là lệ phí phải đóng thêm cho sở di trú. Đó, thì hiện tại bây giờ nó đã có những cái thủ tục đó cho cái vấn đề giống như là gia hạn hoặc là chuyển cái hồ sơ qua cái tình trạng khác mà cái lệ phí nó rất là cao và giải quyết rất là nhanh, nhanh là có thể trong vòng 2 tuần mà thôi. Thì những cái hồ sơ mà đang nằm với sở di trú thì người ta đã bắt đầu vào ngày 6 tháng 3 cho những em mà đang có câu PT với sở di trú. Còn riêng những cái hồ sơ nào mới thì người ta sẽ bắt đầu, nếu mà tuần nhớ không sai, là hình như là ngày 3 Tây hoặc ngày 3 Tây của tháng 4 lận, nghĩa là một tháng sau lận. Cho nên đó là cái tin mà Tuấn có cho quý vị. Và cho Tuấn xin mời quý gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000 hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Bây giờ cho Tuấn xin mời cô Tuyết ở Houston gọi vào. Xin mời cô Tuyết lên tiếng đi ạ. Mời cô Tuyết ở Houston lên tiếng đi cô. Dạ thưa luật sư, xin chào luật sư. Tôi có cái câu hỏi, các em trẻ khoảng chừng 13-14 tuổi ở Việt Nam qua đây du học, thì các cha mẹ của các em có được phép là ở tạm trú ở đây để lo cho các em không ạ? Câu hỏi tôi là có nhiêu đó, là cảm ơn luật sư ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Thưa cô, không được cô. Nếu mà mấy em nó dưới tuổi thanh niên mà đang tạm thời đây du học thì mấy em nó chỉ là du học sinh thôi, ba má cháu có thể thăm viếng với cái thị thực là thị thực là du lịch thôi, B1, B2 thôi, chứ không có, nó không có loại visa nào mà để chăm sóc cho những cái trẻ em nó đi học ở đây. Ba mẹ cháu có thể xin qua đây tạm thời du lịch thôi. Và đừng có quên rằng là mấy em này mà đi qua đây du học như vậy thì tất cả những cái trường mà nó nhận là trường private hết, là trường tư hết. Mà khi mà mấy em xin học những cái trường tư như thế này thì nhiều khi phải có cái gọi là cái người guardian, người một người lớn để giúp cho cái vấn đề giữ em hoặc là chỗ ăn uống cho em nữa. Có một số trường nó rất là nhỏ thôi mà nó cũng rất là ít thôi, là nó có cái vấn đề mà ở trong cái nội trú luôn, nhưng mà cái đó nó rất là ít mà nó rất là tốn kém. Đa số nếu mà những trẻ em dưới tuổi thanh niên đi du học thì cái khuyến khích của tôi xem có thân nhân gì, có bạn bè gì thân mật để giúp chăm sóc em và trở thành cái người guardian cho em nữa. Còn nếu mà không thì tôi nghĩ chờ tụi em nó lớn tí là bắt đầu đi học trung học hoặc là đại học thì tốt hơn. Cảm ơn cô Tuyết ở Houston rất là nhiều. Bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 3 của năm 2023. Xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 3 của năm 2023. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 3 năm 2023, bản B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 8 năm 2016. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2023. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 11 năm 2009. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 3 năm 2023. Và số điện thoại để quý vị gọi vào cho chương trình cho tối nay là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là cô Thái ở Houston. Xin mời cô Thái lên tiếng điện. Dạ, chào luật sư Tuấn. Tôi có bảo lãnh con, có gia đình.
từ ngày 25 tháng 5 lẽ 9 tới giờ, luật sư xem giùm tôi coi chừng nào tới vậy luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều. Cho tôi hỏi đây là cô bảo lãnh cho con trai hay con gái ạ? Dạ con gái. Dạ có đứa cháu ngoại nào đã trên 21 hoặc là sắp sửa 21 không? Dạ nó đã qua hết rồi. Nhỏ nhất là nó đã qua hết, còn có hai chồng. Dạ. Nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi cô? Dạ nhỏ nhất hôm nay là 28 rồi. Dạ vâng, cái hồ sơ này sở di trú nó chấp thuận năm nào vậy cô? Dạ, cô có biết nó chấp thuận không? Dạ vâng. 2 năm sau là chứ nó là 10 à? Dạ vâng. 2010 dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cho tôi hỏi cô đã hoàn tất cái thủ tục này với trung tâm visa chưa? Dạ, hoàn tất năm 2020 là luật sư, dạ. Dạ vâng. Đóng tiền rồi bảo trợ làm đủ hết rồi, dạ. Thì văn phòng nói là chờ phỏng vấn thôi mà nay là 2 năm mấy qua rồi chưa thấy, dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn cô Thái rất là nhiều. Cảm ơn chú cô đã cung cấp cái chi tiết và cô có thể cấp điện thoại cho Tuấn để Tuấn có cơ hội trả lời cho cô. Cái nhiều khi Tuấn suy nghĩ cái vấn đề mà hệ thống hiện tại bây giờ sớm hay muộn Quốc hội phải thay đổi hết tất cả cái hệ thống này. Nhưng mà cái thời điểm nào để thay đổi thì nó khó nói, tại vì cái vấn đề chính trị nó rất là khó. Mà cái này nó không phải là tin tức gì mà gọi là mới, mà Quốc hội đã nhiều lần rồi, nhiều lần tôi nhớ ít nhất là 3-4 lần đã cố gắng thay đổi rồi. Mà cái này nó đã cách đây hơn 20 năm mà cái thời điểm của Thượng nghị sĩ John McCain mà đã mất rồi, người ta đã cố gắng thay đổi cái hệ thống mà sau đó cũng thất bại với dưới cựu Tổng thống George W. Bush nữa. Cho nên thay đổi cái hoàn toàn cái mặt luật di trú thì cái đó là một cái priority trước trên Quốc hội. Nhưng mà cái chính trị nó rất là khó, nhưng mà sớm hay muộn nó sẽ xảy ra. Và cái lý do sớm hay muộn nó sẽ xảy ra là tại vì cái hệ thống hiện tại bây giờ là một cái hệ thống mà mình có thể sử dụng cho cái thời điểm năm 50, 60, 70, 80. Nhưng mà khi sau này thì cái hệ thống hiện tại mà sử dụng cái thời điểm đó thì nó đã quá xưa rồi, quá cũ rồi. Nó không có thông dụng nữa. Đó. Nếu mà mình nói cái hồ sơ của cô Thái mà cô làm bảo lãnh cho con là lập gia đình, cô nộp hồ sơ cái ngày ưu tiên là tháng 5 của năm 2009, tháng 5 của năm 2009 và được sở di trú chấp thuận của năm 2010 thì cái tuổi cao nhất của mấy đứa cháu ngoại được ăn theo là khoảng 21 cộng 2 năm là 23 tuổi thôi. Mà cái hồ sơ này giống như cô đã trình bày, cô đã hoàn tất với Bộ Ngoại giao rồi, với Trung tâm Visa cách đây hơn 2 năm rồi. Nhưng mà nó chưa tới cái thứ tự để phỏng vấn. Nó chưa tới cái thứ tự phỏng vấn. Tại vì tháng 5 của năm 2009, cái thứ tự nó chưa có đáo hạn. Nghĩa là chưa tới để phỏng vấn. Đang tới cho những cái hồ sơ vào ngày 22 tây tháng 11 của năm 2008. 22 tây tháng 11 của năm 2008. Hồ sơ tháng 5 của năm 2009 nó còn khá lâu cô. Cái đó là một. Cái thứ hai, nhiều hồ sơ đã đáo hạn rồi, nghĩa là hồ sơ đã qua tháng 11 của năm 2008 rồi, nghĩa là hồ sơ người ta trước tháng 11 của năm 2008 mà đang chờ phỏng vấn cũng chưa được phỏng vấn nữa. Lý do là tại sao? Là tại vì giống như Tuấn nói là cái dồn động của cái hồ sơ nằm với Trung tâm Visa. Hiện tại bây giờ nếu mình căn cứ về cái con số mới nhất là nó có gần tới 400.000 hồ sơ. 400.000 hồ sơ mà đã xong hết rồi, đã xong hết rồi, đã hoàn tất hết rồi, chỉ có cần đi phỏng vấn thôi, chỉ có cần đi phỏng vấn thôi, mà người ta chưa có phỏng vấn được, tại vì nó không có đủ cái capacity, đâu không có đủ cái khả năng bên lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán để phỏng vấn người ta, thì những cái hồ sơ trong đó đó là những cái hồ sơ trước cô mà đã hoàn tất hết rồi thì chờ phỏng vấn thôi. Đó, cho nên nếu mà mình phải đoán bao lâu nữa mà tới cái hồ sơ của cô mà nó chưa có đáo hạn thì rất là có thể nó từ 1 cho tới 2 năm nữa thì nó mới kêu phỏng vấn. Cho nên đây là một cái vấn đề trở ngại trong cái mùa COVID khi mà cái lãnh sự quán và đại sứ quán nó không có phỏng vấn kịp. Hoặc là nó không có phỏng vấn, nó dồn động hồ sơ. Đó.
cảm ơn cô Thái ở Houston rất là nhiều. Tuấn có một số câu hỏi quý vị đã gửi email cho Tuấn. Và nếu mà quý vị muốn thì email cho Tuấn những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Một lần nữa, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đây là một cái email của một cháu ở bên Việt Nam. Cháu đang có cái hồ sơ F2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi từ tháng 5 của năm 2017. Đã chuyển qua trung tâm visa rồi nha. Đã chuyển qua trung tâm visa. Và trung tâm visa chưa có cho phép để chuẩn bị phỏng vấn nha. Vẫn đợi chờ nha. Thì cháu nó hỏi còn bao lâu để được phỏng vấn. Nhưng mà cái lý do cháu nó hỏi bao lâu là tại vì cháu đang có người yêu, anh là công nhân Hoa Kỳ, đã quen biết nhau và có cái tình cảm hơn một năm rồi. Ok. Cho nên cái câu hỏi của cháu là cháu nên đợi chờ cái hồ sơ của cái gia đình mẹ thai B hay không, hay là nên làm cái hồ sơ diện vợ chồng và đi qua theo diện vợ chồng đó. Và cái câu hỏi cuối cùng của cháu là anh từng đi lính Mỹ thì có được ưu tiên gì không? Ok. Rất là nhiều cái chi tiết trong cái câu hỏi này. Và Tuấn nghĩ một số chi tiết đó có thể mình phải qua cái phần 2 của chương trình mình trả lời. Thì trước khi trả lời cho cái câu hỏi này đó, thì mình nói cái vấn đề câu hỏi cuối cùng của cháu là anh ta từng đi lính Mỹ thì có được ưu tiên gì không? Thì cái câu trả lời của cháu là không, không có. Nhưng mà nó có một số chi tiết là như thế này. Là khi mà làm cái bảo trợ tài chính thì cái con số mức nghèo người ta sử dụng không phải là 125%, người ta sử dụng 100% thôi. Thì cái thu nhập đòi hỏi nó ít hơn là một. Cái thứ hai, ok, là cái vấn đề mà thật hay là giả, thật hay là giả, khi mà phỏng vấn cái hồ sơ này bên Việt Nam, thì cái đó là cái chính mà mình phải quan tâm tới. Mà cái vấn đề mà liên quan tới vấn đề người ta đi trong quân đội Hoa Kỳ, người ta kết hôn, thì nó lại dính vào một số hồ sơ mà trước đây người ta là Bộ Nội an đã khám phá ra cái hôn nhân của người ta nó không phải là sự thật như vậy. Thì những cái chi tiết đó mình sẽ trình bày thêm trong phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, tới đây hết thì cho phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.